Lời đầu tiên thầy xin chào tất cả các em nha. Thì hôm nay mình sẽ quay lại cái bài học mới nha các em. Thì hôm nay thầy sẽ làm một video hướng dẫn các em vẽ người em yêu quý ở chủ đề ba mái ấm gia đình nha, của mỹ thuật lớp 3 chương trình sáng tạo. Thì bây giờ mình cùng thực hiện nhé các em. Thì ở trong vở mỹ thuật thì các bước vẽ thì mình đã quan sát rồi, mình đã biết rồi ha. Đó. Thì khi mình vẽ người em yêu quý thì mình chọn những người thân trong gia đình mình nè, hoặc bạn bè nè, rồi thầy cô, hoặc là những người chòm xóm ha, hoặc là cô chú bộ đội, những người mình yêu quý, mình thích mình vẽ ha. Đây, bây giờ mình thực hiện nha. Thì khi mình vẽ mình cũng nhớ lại đặc điểm cái người đó là gương mặt dài hay bầu hay tròn ha, thì mình vẽ cho nó phù hợp nha. Thì từ đây là cái bìa ha, bìa của đây là cái tờ giấy A4 nha các em, cái khung này ha. Thì mình vẽ chân dung bán thân, mình vẽ nửa người thôi đó. Thì mình đừng có vẽ cái đầu thấp quá nha, thì từ đây xuống mình bỏ một khoảng ít thôi ha, từ đây đến đây, từ đây đến xuống tới cái bìa giấy phía dưới là mình lấy khoảng chừng nửa thôi các em ha, nửa thì nó phù hợp, nó đẹp ha. Trên bỏ xuống chút xíu thôi nha. Rồi cái người đó là ví dụ cái gương mặt là thầy vẽ đây là gương mặt của một cậu cậu con trai ha, hơi tròn, hơi bầu tròn, thì vẽ hình vô đây. Này, thầy vẽ viết chì trước nha, các em cũng nên vẽ viết chì trước ha. Đây, nó gần như tròn ha. Đây, còn nếu mà cái người đó mà gương mặt dài thì mình vẽ dài xuống chút nha. Còn nếu mà cái gương mặt cái người ta tròn, thật tròn như quả bóng thì mình vẽ thật là tròn không? Cái này thầy vẽ cái gương mặt này nó hơi 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 bầu, hơi bầu tròn ha. Khi mình vẽ mình nhớ đặc điểm nha. Rồi, ở trong quả mình thực thì các bước hướng dẫn thì các em quan sát rồi đó. Giờ mình chia, mình vẽ chính diện nhìn vào thì mình chia cái đường trục. Đường trục mờ thôi nha. Thì cái đường trục này sau này các em chúng ta bôi bỏ nè, cái mờ thôi. Rồi. Thì cái sống mũi nằm ngay giữa đường trục nha các em. Nhớ ha. Rồi từ cái đỉnh đầu xuống tới cái càm mình chia làm hai ra đó, theo tỷ lệ thì là như thế đó, là con mắt nó nằm ngay cái đường ngang đó các em. Từ đây đây mình lấy điểm giữa ha, cái đường ngang qua thì mắt nằm ở đây. Còn đối với những mà bé sơ sinh đó, thì cái đường mà dưới mắt nó nằm thấp dưới, thấp xuống dưới nha các em ha. Nhưng mà này thầy hướng dẫn là theo cái sách mỹ thuật 3, các bước cơ bản thì cái đường nằm ngang này nè, đường ngang là giữa từ đỉnh đầu đến cái càm ha. Đó. Rồi. Từ cái đường ngang nè, hai đường trục ngang để mình vẽ mắt á, xuống tới cái càm. Mình lấy khoảng giữa là đây là cái đỉnh lỗ mũi nha các em, cái đỉnh lỗ mũi nằm đây. Làm dấu luôn ha, đỉnh mũi tới đây ha. Rồi, từ cái lỗ mũi cái điểm mình vẽ lỗ mũi ha, xuống tới cái càm, chia làm hai ra, đây là phần miệng nha các em. Đó, thì đây là các bước cơ bản thì hướng dẫn thôi, nhưng mà khi mình vẽ mình có thể mình sáng tạo rồi mình vẽ không cần mà giống y trong vở mỹ thuật hướng dẫn. Tại trong vở mỹ thuật hướng dẫn là vẽ các bước cơ bản thì người ta đã hướng dẫn như thế, nhưng mà ở ngoài thực tế thì nó cũng có thay đổi nha. Ví dụ mình vẽ vẽ mà bé sơ sinh thì cái điểm vẽ mắt nè, cái đường trục để vẽ mắt nè nằm dưới đây nè, và cái đỉnh đầu trên nó bự ha, cái phần đầu nó bự đó, phần sọ nó to ha. Đây, mình vẽ đơn giản thôi, như thế được rồi. Rồi. Bây giờ từ cái khoảng mà cái đường trục này ha cho đến phía bên trái nè ha. Rồi, trong cái khoảng này thì mình chia làm 3 phần nha, khoảng 3 phần. Đây, 1 2 3, đây. 1 2 3, đây là phần mình vẽ mắt ở đây. Vẽ mắt ở đây các em ha. Mắt ở đây ha. Rồi, bây giờ thì vẽ luôn ha. Các em vẽ theo hướng này rất là dễ vẽ luôn nha. Rồi. Rồi vẽ mắt này nha. Vẽ đơn giản thôi, không có gì mà mình đừng có cho nó khó quá. Đó. 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 Rồi. Giờ vẽ luôn mũi ha. Mũi đây. Đó. Đơn giản thôi. À, lỗ mũi này. Rồi, cái miệng cười ha, cho cười thì mình vẽ cong lên trên đây. Rồi.
Rồi, mắt. Rồi, mình vẽ hạt tóc ha, cộng tay tóc mình vẽ tùy thích ha, mình xem cái đặc điểm của người đó như thế nào mình nhớ lại ha. Vẽ. Rồi bây giờ thì vẽ tóc đơn giản thôi. Rồi. Rồi tóc. Tóc có thể mình vẽ cao hơn cái đỉnh sọ cái con người ha, tại tóc nó phủ lên trên. Tóc nam thì nó không cao hơn ít ha, tóc nam thì nó ít thì nó nếu nữ thì mình vẽ lên trên chút ha. Rồi. Rồi cái lỗ tai thì mình nghe có phần mắt thôi các em. Nè. Phần mắt mình canh phần mắt mình vẽ qua. Đó. Đó. Đơn giản thôi. Rồi giờ mình vẽ cái khuôn mặt bao lại, bao khuôn mặt lại ha. Đó. Rồi mình vẽ đơn giản thôi, có thể nó lệch nó hơi méo chút xíu không sao ha. Rồi giờ mình vẽ trang phục như cổ nè, cổ thì nhỏ rồi. Rồi bờ vai thì thẳng bình thường thôi, đừng có vẽ chi tiết quá đó, ngang qua da ngang qua. Em vẽ theo cái này rất là nhanh luôn á. Rồi cổ áo. Rồi cổ áo. Đóng đây. Nút áo ha. Rồi. Tai. Rồi, tai. Rồi, xong, đơn giản thôi. Có các em mà muốn vẽ cái phần môi trên thì các em vẽ ha. Có tùy thích. Có thể vẽ đơn giản như thôi. Rồi giờ mình bắt đầu tô màu ha. Trước khi tô màu thì các em sẽ xóa những cái nét dơ này chúng ta bỏ ha. Đó. Rồi bây giờ mình thực hiện cho màu cho các em những cái màu nhạt mình vẽ trước nha, đừng có chạm màu tóc trước nha, chạm màu nhạt trước. Nếu mà vẽ màu tóc trước á, màu đen trước á, khi mà mình vẽ cái màu nhạt nó chạm vào màu đen là nó lem ra liền, nó lem ra là nó hư hoài liền ha. Vẽ màu nhạt trước. Rồi tóc có thể là màu tóc đen hoặc tóc hơi xám hoặc là màu nâu đất vậy ha, tùy ha. Các em vẽ màu thì thích thôi. Thì cái gương mặt này chúng ta có thể là vẽ màu thì thích luôn, ví dụ màu vàng, màu cam, màu hồng vậy đó, mình thích màu nào mình vẽ. Bây giờ thì chọn màu hồng ha. Rồi, vẽ nè. Rồi, vẽ lỗ tai luôn đi. Đó. Cái phần tròng trắng con mắt các em đừng có vẽ màu vô nha. Rồi. Các em muốn màu đậm thì các em là vẽ một một lớp nó chồng lên thì rất là mịn ha. Rồi. Rồi bây giờ mình vẽ cổ luôn ha. Cổ cái màu cùng da mặt luôn ha. Rồi bây giờ cái áo này thì cho màu xanh rồi ha. Cho màu xanh đậm đi ha. Xanh đậm. Rồi vẽ bao xung quanh trước ha các em, vẽ xung quanh trước cho nó nhanh. Đó, còn ở trong mình vẽ rất là nhanh luôn. Đơn giản thôi, cái đâu gì khó đâu. Mình đừng cho cái hình này nó phức tạp thì mình vẽ nó khó. Mình nghĩ là rất là đơn giản, các em vẽ theo các bước như thế này thì rất là dễ luôn. Nếu trường hợp nữ thì mình cho cái áo là có những cái bông ha, những cái họa tiết vô. Còn nếu áo nam thì mình vẽ cho một màu thôi. Rồi nam mình vẽ mà các em vẽ mà màu bông hoa vô nhiều ha là nó không phù hợp nha. Nam thì mình vẽ một màu vậy thôi. Màu gì tùy thích. Rồi thầy đã vẽ cái áo màu xanh lam đậm ha. Rồi cái cổ thì xanh nhạt một chút ha. Rồi tiếp tục bây giờ thì vẽ con mắt vô luôn nha. Rồi thì cho tóc đen. Rồi vẽ xung quanh trước nè, xung quanh trước nè.
Rồi, tôi có vẽ mắt ha. Mắt đen vô. Em có thể là chừa một cái tròng trắng chính giữa cũng được ha, đó là tùy cái sở thích của mình ha. Thầy giả tính luôn. Đó. Rồi bây giờ thầy cho cái miệng nó màu đỏ nè. Đó. Em muốn vẽ màu trên, màu dưới thì tùy ha. Vẽ đơn giản thì cũng được rồi. Rồi bây giờ cái màu nền này nè. Giờ mình vẽ cái màu nền vô. Mình thích màu nền gì mình sao cho phù hợp. Đừng có nó màu nó sáng quá ha, nó nổi bật quá thì nó nổi hơn con người thì cái bài mình nó sẽ bị chìm ha, cái hình con người nó sẽ chìm, mình chọn màu phù hợp thôi. Rồi thì điểm cái chân mày nó vô ha. Đấy, thì vẽ sơ ý thì quên ha. Quên vẽ cái chân mày. Giờ mình vẽ bổ sung sao có không có gì hết ha. Đó. Rồi giờ mình chọn màu mình vẽ vô cái nền ha. Rồi, thì chọn cái màu xanh lá mà non vẽ vô cái nền nữa các em. Đó. Cái nền là không cần mình vẽ đậm nhiều nha các em ha. Mình vẽ đều màu nhưng mà nó mỏng mà nó đều thôi được rồi. Tại vì cái nền là cái màu phụ xung quanh ha. Mình không cần mình vẽ thật đậm đâu. Đó. À, thầy đã vừa hoàn thành xong bài vẽ người em yêu quý à, mỹ thuật lớp 3 chân trời sáng tạo các em. Thì thầy cũng chúc các em hoàn thành bài vẽ tốt của mình ha. Thì ở video này thầy chỉ hướng dẫn các bước vẽ đơn giản và nhanh nhất ha. Những cái em mà không có năng khiếu trong lớp vẫn vẽ được. Cuối cùng thầy xin chào tạm biệt các em ha. Chúc các em hoàn thành mà tốt bài vẽ của mình. Rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha. Xin chào tạm biệt.